Quảng Ninh, kinh hoàng cano phát nổ trên biển Cô Tô, tài xế bị hất tung. Quảng Ninh, cano phát nổ trên biển Cô Tô, tài xế bị hất tung. Theo thông tin ban đầu, ngày mùng 5 tháng 7, trên bãi biển Hồng Vân thuộc xã Đồng Tiến, Cô Tô, Quảng Ninh vừa xảy ra vụ nổ cano khiến người lái bị hất văng. Theo hình ảnh trong đoạn clip du khách ghi lại, cano do một người đàn ông cầm lái, kéo theo chiếc phao chở năm du khách chuẩn bị xuất phát thì phát nổ. Vụ nổ khiến cano hư hỏng người lái bị thương. Nạn nhân được di chuyển cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Cô Tô, sau đó được chuyển tiếp lên tuyến trên. Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến xác nhận sự việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 7. Thời điểm này, chiếc cano đang chạy kiểm tra phương tiện thì kết nước phát nổ. Sau khi xảy ra vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến đã ra thông báo cấm tổ chức tour du lịch câu cá, câu mực đêm dưới mọi hình thức và dừng hoạt động tổ chức tour tự phát đưa du khách du lịch ra những hòn đảo nhỏ bằng xuồng, cano, đò, tàu. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến cũng ra lệnh cấm các tổ chức cá nhân cung cấp các dịch vụ mô tô nước, kéo chuối, nhà phao, treo sắp, kayak và các hoạt động thể thao dưới nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.